do công việc xuống hơi trễ cho nên bây giờ mới quay được. Thấy một số người đang kéo. Càng thì được dân Long Hòa nuôi cách đây cũng trên dưới 10 năm. Năm trước thì cái giá cả tương đối cao, nhất thì khoảng 400.000 ký, nhì thì 350 mỗi năm. Thì tôm ba 350 300. Do người ta nuôi nhiều rồi cái giá cả nó cũng hơi thấp, thì do như đây mình nói là do trường nó hơi xấu rồi, là dân nuôi nhiều rồi tâm càng hơi tụt giá so với những năm trước, xảy ra dịch bệnh. Thường thì cái vuông mà có mương á thì người ta vận động cũng không có kéo thôi, nhưng cái vuông này là nó là cái hồ miệng tận dụng nuôi lại, do đó là số lượng người kéo thành công để mà dí nó vô một cái gốc đây sử dụng gốc này. Có to không mày hả? Trốn vậy, làm gì trốn vậy? Sáng nay gió hơi mạnh nên có nhiều em đi bộ đúng thời gian. Thêm như là bắp rồi mì khoai để bổ sung thêm, thì cái thời gian mà để thu hoạch nó thì từ ngày nuôi tới kéo khoảng 7 tháng. Mới kéo bán được, còn từ thời điểm mà để kéo bẻ càng là khoảng 4 tháng bẻ cái càng để cho nó con tôm nó bự lên. Cái năng suất mà khoảng 1 hecta khoảng 10 công á, thì những năm trước thì nuôi khoảng 1 năm cũng lời được khoảng từ 2 đến 250 triệu còn ít hơn. Tuy nhiên thì những năm nay thì tôm sụt giá cộng với giá nó thấp, cái năng suất nó không đạt, không nữa là nó cái
tiền thu hoạch nó cũng không có được cao. Thì chúng ta đang coi gom lưới lại ở cái góc bờ ở cái đây để cái tôm cũng rất là vui. Thì thường thì dân Long Hòa kéo vào ngày thứ bảy chủ nhật, thì những cái ngày này thì tôm sẽ được thu hoạch rất là nhiều để đáp ứng được cái nhu cầu của thực khách. Thì cũng có những cái video mà quay về kéo tôm càng ở xã Long Hòa nhưng mà ít có thuyết trình. Thì hôm nay mình thuyết trình, thì nếu mà có sự nào mà hơi sai sót thì mong các bác nông dân bỏ qua cho về cái chuyên môn. Đây là cái đường D, vài km nữa thì chúng ta sẽ ra cái cửa biển Cung Hầu, phần cuối của cù lao Long Hòa. Nó giáp với một bên là giáp với Bến Tre và một bên giáp với cầu ngang của tỉnh Trà Vinh. Tết thì xe chạy cũng khá là rộng rãi. Ta xem cá nè, cá đói cũng nhiều lắm, cá cũng hơi nhỏ. Cá bay ra lưới à. Cột đú chưa? Không là cột đú nha, chứ để hổm là học cột đú là cá nó phóng xanh nữa. Tới lùa vào góc này sẽ quay bắt và lựa ra những cái tôm mà đạt bắt 12 đến 13 con ký và dưới 10 đó. Tôm nhỏ thì thả lại ở đằng sau. Thì thường thường là một khoảng 2 tuần hoặc là 3 tuần thì những người dân nuôi sẽ thu hoạch một lần để gạn những tôm lớn bắt trước, những tôm nhỏ sẽ tiếp tục thả lại và bắt những lần sau. Sau khi nuôi khoảng độ khoảng 7 tháng thì người ta sẽ bắt thu hoạch lần đầu tiên. Rồi sắp vô tới khúc mà lùa tôm vô bắt rồi. Cá bị cá tôm dồn vô đây, nhảy lưng tưng. Cá này nó không đủ dinh dưỡng mà. Cái tôm phóng lại không? Này cũng bán cho ông Hiếu rồi gì thầy? Hiếu hồi ở bán khác hả? Tình hình này tôm này không ra được rồi, lái cũng hồi rồi. Quán ăn đồ bị đóng cửa nhiều, do đó là người nông dân cũng khổ. Rồi chúng ta xem video nói gần cái khúc mà lùa tôm vô góc này bờ ha. Anh áo xanh bắt được con cá nâu. Cá gì hả? Cá hanh hả? Cá hanh hiếm lắm ạ. Chút nữa thì chúng ta sẽ kéo thấy tôm được gom vào lưới tới bắt, đang lùa lần vào. Thì cái kéo lưới này là chẳng qua là để cái lưới lùa vô đây, đẩy những tôm vào cái góc bắt, mới đi bò bắt tụi con rất là lâu, càng ngon cắn đảo tay. Trong
Rồi, chuẩn bị giỏ lưới lên. Ôi, chúng mà đẹp bánh quá trời luôn hả? Ngon hết. Cá rồi tôm rồi các loại cá tạp khác bị đủ vô đây. Cá sơn quá trời dính luôn lưới luôn. Cho cái vuông lớn nên là chỉ lùa lại một lần gọc bờ, cái vuông nhỏ thì ta sẽ chia đoạn nhau cái vuông nhỏ. Nhiều không, nhiều không? Ngốc luôn, quá mê luôn. Rồi ta zoom lại coi, zoom lại coi. Đó. Chia làm hai đoạn. Đây là một đoạn để đem ra một cái phao để bắt tôm bự. Lửa cá tạp đâu ra thêm. Còn đây cái đoạn này hơi ít hơn. Do tôm này cũng thu hoạch được 4-5 lần rồi, do đó là cái sản lượng nó cũng giảm dần, nên là không nhiều như lúc trước. Ok, căng đất ơi. Wow. Nhóc luôn, cá nhóc luôn nè. Giả cao lên cho Diệp. Giả cao lên nè. Ồ. Khá nhiều. Tôm cá lộn xộn nhóc luôn. Đây, sau khi mà đổ vào một cái bè, cái phao á, thì những anh chị em kéo tôm đang lựa ra những con tôm lớn để bắt, rồi những con tôm nhỏ nuôi lại. Vì kích cỡ của con tôm càng thì không bao giờ mà nó đạt đồng đều. Chỉ cái thời gian mà sau khi nuôi tới thu hoạch có thể kéo dài một năm. Ngược về phương Nam, anh ghé thăm lại chốn này đất quê. Ruộng dường mênh mông, hoa trái thơm nồng, lúa vàng chiều bông. Quê hương em đó, trong nắng sớm lung linh, giang khúc hát Trà Vinh, vùng đất mới đẹp xinh. Chào đón anh bình minh, bọn ơi bọn. Mừng mùa dân mông, phun sóng mùi hát ca rộn ràng nơi nơi, vui múa lâm thôn khúc nhạc dưới trăng. Xa đưa theo gió vang tiếng trống xa dặm, thấp thoáng những hàng cây rợp bóng ao bà om. Chào đón khách đường xa bọn ơi bọn. Bọn ơi ta nhịp nhàng theo đôi tay, hòa chung câu nhịp tình yêu mê say. Nguyện cầu đêm nay cho ước mơ ngày mai. Đèn vàng nghiêng bóng bên trăng, lấp lánh hoa đăng, gió nhẹ đưa hương tình. Hẹn mùa xuân sang, anh sẽ quay về với miền nhớ thương. Đẹp tình quê hương duyên thắm cao trầu, kết tình giữa đôi bên nhau chung lối. In bóng nước trăng rồi năm tháng dấu dần trôi, tình dân mai ngọt ngôi, hạnh phúc mai tròn đôi bọn ơi bọn. Ngược về phương Nam, anh ghé thăm lại chốn này đất quê. Ruộng dường mênh mông, hoa trái thơm nồng, lúa vàng chiều bông. Quê hương em đó, trong nắng sớm lung linh,
dùng đất mới đẹp xinh chào đón anh bình minh bọn ơi bọn. Đẹp câu thứ hai đi. Mừng mùa dâng bông phong sóc tưng bừng mơ hồi hát thơ rộn ràng nơi đồng nơi này. Vui múa lâm thon khúc nhạc dưới trăng xa đưa theo gió vang tiếng trong xa dầm thấp thoáng những hàng cây rợp bóng ao bà om chào đón khách đường xa bọn ơi bọn. Bọn ơi ta nhịp nhàng theo đôi tay qua chung câu nhạc tình yêu mê say nguyện cầu đêm nay cho ước mơ ngày mai đèn vàng nghiêng bóng bên trường lấp lánh hoa đằng gió nhẹ đưa hương tình mùa xuân sang anh sẽ quay về với miền nhớ thương đẹp tình quê duyên thắm cao treo bên tình lứa đôi bên nhau chung lối in bóng nước trăng rồi năm tháng dấu dần trôi tình dưng mắt ngọt ngôi hạnh phúc bay tròn đôi bọn ơi bọn. Năm tháng dấu dần trôi tình dưng thắm ngọt ngôi hạnh phúc bay tròn đôi bọn ơi bọn. Lái ép giá nữa. Máy ký gì? Lựa ra bớt rồi. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Một ký.